chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Năm, 19 tháng Giêng năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin Quá Trình Đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần nhận định của Jackie Bông và sau cùng là tiết mục đặc biệt về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và vấn đề yểm trợ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp mùa xuân Nhâm Thìn với Trần Quang Duật và Đinh Hùng Cường. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Số khai thất nghiệp ở mức 352.000 là mức thấp nhất kể từ năm 2008. Hạ viện bác bỏ việc gia tăng mức giới hạn nợ qua cuộc bỏ phiếu phản đối. Hoa Kỳ duy trì đàm phán trực tiếp với Iran nhưng không gửi thư mật. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin. Số khai thất nghiệp ở mức 352.000 là mức thấp nhất kể từ năm 2008. Số người tìm trợ cấp thất nghiệp đã hạ xuống hồi tuần trước tới mức 352.000 là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2008. Sự sụt giảm này đã cộng thêm vào bằng chứng cho thấy rằng thị trường việc làm đang được củng cố. Hôm nay, Bộ Lao động cho biết số đơn xin đã giảm 50.000 là sự sụt giảm lớn nhất theo con số điều chỉnh theo mùa trong hơn 6 năm qua. Mức trung bình trong 4 tuần lễ giảm xuống tới 379.000. Đây là con số thấp thứ nhì trong hơn 3 năm qua. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt cách nay 2 tuần, phần lớn là bởi vì các công ty cho thôi việc hàng ngàn công nhân tạm thời được tuyển dụng cho những ngày lễ. Khi nào số đơn xin hàng tuần giảm xuống liên tục dưới mức 375.000, thì đó thường là dấu hiệu tuyển dụng đã mạnh đủ để đẩy tỷ lệ thất nghiệp đi xuống. Việc tuyển dụng trong đề nghị bán niên năm 2011 đã được cải thiện. Vào tháng 12, các sở làm đã cộng thêm được 200.000 việc làm. Điều này đánh dấu tháng thứ 6 liên tục nền kinh tế đã cộng thêm ít nhất 100.000 việc làm mỗi tháng. Và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống tới mức 8,5%, là mức thấp nhất trong 3 năm qua. Cho cả năm 2011, nền kinh tế đã cộng thêm được 1.6 triệu việc làm. Con số này đã gia tăng lên từ mức 940.000 của năm 2010. Các kinh tế gia nói rằng họ dự đoán có khoảng 1.9 triệu việc làm nữa sẽ được cộng thêm vào năm nay. Tuy nhiên, thị trường việc làm vẫn còn con đường dài phải đi trước khi nó được hồi phục hoàn toàn từ sự tổn thương của thời kỳ đại khủng hoảng, vốn làm tiêu mất 8.7 triệu việc làm. Có hơn 13 triệu người vẫn còn thất nghiệp, hàng triệu người khác đã bỏ cuộc không đi tìm việc nữa và do đó họ không còn được tính là thất nghiệp. Hạ viện bác bỏ việc gia tăng mức giới hạn nợ qua cuộc bỏ phiếu phản đối. Hạ viện bác bỏ đề nghị gia tăng mức giới hạn liên bang 1.200 tỷ Mỹ Kim trong một cuộc bỏ phiếu phần lớn có tính cách biểu tượng để cho phép phe Cộng Hòa đưa ra lập trường trong năm bầu cử nhằm đánh mạnh vào hồ sơ chi tiêu của Tổng thống Barack Obama. Hạ viện do phe Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết với tỷ số 239 trên 176 phiếu theo làn danh đảng phái để nghiêng về một nghị quyết không chấp thuận việc gia tăng mà ông Obama mong muốn. Nhưng thắng lợi này lại kém xa mức đa số 2/3 cần thiết để vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống. Nỗ lực của phe Cộng Hòa để từ khước việc gia tăng mức giới hạn nợ được kỳ vọng sẽ tiêu tan tại Thượng viện, vốn sẽ nhóm họp lại tại Hoa Trình Đốn vào tuần tới. Nhưng nếu đã được thông qua, thì ông Obama sẵn sàng phủ quyết. Các nhà lập pháp Cộng Hòa dùng cuộc biểu quyết hôm qua để tiếp tục theo dõi hồ sơ khi họ chống lại việc gia tăng thêm chi tiêu và mô tả ông Obama như là một người vẽ ra cuộc say sưa chi tiêu lớn. Lợi dụng sự lo âu của cử tri về món nợ liên bang đang gia tăng, hiện giờ là hơn 15.000 tỷ Mỹ Kim, sẽ là đề tài chính của sách lược vận động ứng cử của phe Cộng Hòa. Ứng cử viên Tổng thống thuộc phe Cộng Hòa là ông Ron Paul thậm chí cũng đã rời khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina để trở lại Washington bỏ phiếu chống lại việc gia tăng mức giới hạn nợ. Việc gia tăng đó sẽ đẩy mức giới hạn nợ của Hoa Kỳ lên tới 16.394 tỷ Mỹ Kim. Bộ Tài chánh thực sự đã đạt tới mức giới hạn nợ trước vào cuối tháng 2, nhưng họ đã dùng những mánh lưới đặc biệt để đình hoãn việc gia tăng nhằm cho phép một cuộc bỏ phiếu. Phe Cộng Hòa phẫn nộ khi dự án đường ống dẫn dầu Keystone bị bác bỏ. Chính phủ Obama đã bác bỏ dự án đường ống dẫn dầu Keystone là một sự xúc tiến mà phe Cộng Hòa chỉ trích là phải hy sinh việc làm và an ninh năng lượng để nâng đỡ cho nền tảng môi trường của Tổng thống trước cuộc bầu cử. Tổng thống Barack Obama cho biết rằng chính phủ đã từ khước đơn xin của TransCanada để thiết lập đường ống dẫn dầu trị giá 7 tỷ Mỹ Kim chạy dài từ Canada sang Texas bởi vì không đủ thời gian duyệt xét một lộ trình thay thế nhằm tránh khỏi vùng đất chứa nước nhạy cảm ở Nebraska trong vòng 60 ngày do Quốc hội ấn định. Công ty Canada này nhanh chóng nói rằng họ sẽ làm đơn xin trở lại giấy phép mà họ đã xin lần đầu tiên vào năm 2008. Thế nhưng các viên chức Hoa Kỳ cho biết vẫn còn phải mất hơn một năm cho Bộ Ngoại giao hoàn tất cuộc duyệt xét mới về môi sinh.
đưa bất cứ quyết định sau cùng nào cũng phải vượt khỏi thời gian bầu cử vào tháng 11. Tuy vậy, vấn đề Keystone dường như chắc chắn vẫn trở thành một đề tài chính cho cuộc vận động tranh cử tổng thống sắp tới, với việc phe Cộng hòa cáo buộc ông Obama gây nguy hiểm cho nền an ninh năng lượng và các nhà môi sinh cổ vũ Tòa Bạch Ốc để đương đầu với công ty dầu hỏa lớn. Canada từng nói rằng tình trạng không chắc chắn này sẽ khiến cho họ phải tăng cường nỗ lực bán thêm dầu thô cho Trung Cộng. Hoa Kỳ duy trì đàm phán trực tiếp với Iran nhưng không gửi thư mật. Chính phủ Obama gửi một thông điệp cho Iran để đề nghị nước này tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp, mặc dù một viên chức kỳ cục chính phủ Mỹ từ chối cho rằng Tổng thống Barack Obama đã đưa ra thông điệp này trong một bức thư. Một nhà lập pháp Iran thoạt tiên đã cho rằng Tổng thống đưa ra đề nghị trực tiếp đàm phán trong một bức thư mật gửi cho lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo này. Thông điệp này cũng cảnh cáo Tehran đối với việc phong tỏa eo biển Hormuz. Iran đã đe dọa phong tỏa thủy lộ này là một đường thông thương cho 1/6 nguồn dầu hỏa toàn cầu, bởi vì những biện pháp cấm vận mới của Hoa Kỳ đối với chương trình hạt nhân của họ. Trong khi đó, những người chỉ trích gọi thông điệp này là một sự sai lầm. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng việc đưa ra đề nghị đó làm cho Hoa Kỳ có vẻ yếu thế. Tham vụ báo chí Jay Carney của Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc đàm phán vẫn rộng mở cho Iran cho tới ngày hôm nay và lập trường Hoa Kỳ không thay đổi. Một nhà lập pháp bảo thủ của Iran tiết lộ nội dung của thông điệp đó vài ngày sau khi chính phủ Obama nói rằng họ cảnh cáo Iran trước bất kỳ hành động nào đe dọa tới việc lưu thông dầu hỏa từ Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng Tehran đã nhận được bức thư từ Hoa Kỳ và đang xem xét tới việc có thể trả lời bức thư đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cho rằng việc theo đuổi đường lối ngoại giao luôn luôn là một sự chọn lựa tốt. Quân đội Hoa Kỳ đốt hết những vũ khí hóa học cuối cùng tại Utah. Quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy khoảng 90% vũ khí hóa học lâu đời sau khi họ kết thúc công việc trong tuần này tại Utah, là nơi họ cất giữ kho vũ khí lớn nhất, gồm hàng loạt chất độc tố, chất làm bỏng da và chất độc cho máu được tích lũy qua thời kỳ chiến tranh lạnh. Kho chứa hóa chất của quân đội ở miền sa mạc phía tây Utah đã cho thiêu hủy những vũ khí cuối cùng trong lò nóng tới 1.500 độ vào ngày hôm qua, tức là những loại vũ khí phóng ra có chứa chất độc mù tạt có thể làm phỏng da một cách đau đớn. Khay cuối cùng của 23 chất phóng ra đã được đưa ra khỏi lò vào lúc 2 giờ 11 phút sau khi bị nung nóng trong 2 giờ đồng hồ, là tiến trình cần thiết để làm cho chất mù tạt trở nên vô hại. Kho hàng này vào lúc cao điểm đã chứa tới 13.600 tấn hóa chất, khiến cho nó trở thành kho lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ là một phần của Hiệp ước Quốc tế để loại bỏ thế giới của vũ khí hóa học, một chiến dịch diễn ra với sự thành công không đồng nhất trên địa cầu. Mục tiêu đáng lẽ phải được hoàn tất vào ngày 29 tháng 4, nhưng nó phải mất nhiều năm lâu hơn. Hoa Kỳ thừa nhận rằng phải mất thời gian cho tới năm 2021 để hoàn tất việc phá hủy 10% cuối cùng của vũ khí hóa học tại các kho ở Pueblo thuộc Colorado và Richmond thuộc Kentucky. Nga bị bỏ rơi đằng sau nỗ lực của họ và chỉ mới phá hủy khoảng 48% số lượng lớn vũ khí hóa học. Cho tới nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ bắn vũ khí hóa học vào kẻ thù, mặc dù một số người xem việc dùng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam làm cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của Jackie Bong. Jackie Bong xin kính chào quý vị và nhận định về những công chúa danh tiếng nhất trên thế giới. Trong số những mỹ nhân hoàng tộc, có 4 công chúa xuất thân từ thường dân được danh tiếng nhất trên thế giới. Đó là các công nương Grace de Monaco, Diana của Anh Quốc, Rania ở Jordan và Letizia Ortiz bên Tây Ban Nha. Ai cũng biết đến Grace Kelly, một minh tinh màn ảnh Hoa Kỳ tuyệt đẹp, đoạt nhiều giải xuất sắc nhất như Oscar, Golden Globe và Academy Award. Phim Chót đóng vai một công chúa trong The Swan, được ông Hoàng Rainier của Monaco yêu mê và cưới về làm công chúa thật sự. Rất tiếc là Grace tử vong vì tai nạn xe hơi năm 1982. Bà được cả thế giới yêu mến về những việc làm từ thiện cho các cô nhi và giúp những tài tử điện ảnh thiếu kém với quỹ Grace Foundation lên đến 7 triệu Mỹ Kim. Còn công chúa duyên dáng Diana của Anh Quốc cũng mạng chung vì tai nạn xe hơi 9 năm sau đó. Cả tỷ người thương tiếc cho một cô giáo 19 tuổi bất hạnh,
luôn đau khổ sau khi kết hôn với Thái tử Charles. Diana làm thơm danh cho hoàng gia Anh nhờ công tác xã hội như giúp những người bị bệnh AIDS và tài trợ cho hội chữ thập đỏ gỡ mìn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Con trai lớn là hoàng tử William vừa cưới Kate Middleton, một nàng trẻ đẹp không kém sự quyến rũ như Diana. Hiện giờ, công chúa Rania của Jordan 35 tuổi trở thành hoàng hậu khi chồng là hoàng tử Abdallah lên ngôi vua. Bà được tôn vinh là nữ hoàng thế giới Ả Rập. Bà tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và làm nghề marketing cho Citibank và Apple. Bà tiên phong sử dụng mạng YouTube, blog và Twitter cũng như mặc đồ trang nhã, không dùng khăn trùm đầu. Hoàng hậu trẻ đẹp hiện đại này giúp bảo vệ trẻ em cũng như phát triển phụ nữ và văn hóa khối Ả Rập. Một người trẻ có kiến thức và nghề nghiệp cao độ đó là công nương Letizia Ortiz bên Tây Ban Nha. Cô là nữ phóng viên trong chương trình của những đài phát thanh danh tiếng như FVE, ABC và EFV. Cô nhận được 30 giải thưởng do hội báo chí TNB trao tặng. Thái tử Felipe ngưỡng mộ cô và xin cưới cô về làm công nương. Chúng ta nhận thấy là ngoài những vẻ đẹp xuất chúng của những cô gái thường dân được cơ duyên và may mắn trong xã hội để trở thành công chúa, những cô gái này còn phải có nhiều tài sắc xuất sắc riêng biệt của mình trong thế kỷ thứ 21 này để lọt vào quỹ đạo của hoàng tộc. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hành của Bản tin qua tin đốn xin tạm ngừng ở đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, Bản tin qua tin đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.